Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Anh Trúc sẽ giới thiệu với mình thêm một cái dòng chó quốc quyển của Nhật Bản luôn, đó là dòng Akita ha. Thì có một điều là đó giờ mình cứ nghĩ Akita là nó chỉ có màu vàng thôi các bạn. Đây là cái màu chó, màu lông mà chúng ta thường thấy nhất của dòng Akita. Cái mặt nè, mặt cũng tròn quay luôn nè. Trời ơi, bự. Chó Nhật, tên Nhật luôn, động lực nè, dòng sủa lực quá. Được 50 ngày tuổi. 50 ngày tuổi. Thì mà thích nhất á, hoặc là nhiều người biết tới á, là màu vàng. Nhưng mà bên Nhật á, thì người ta lại rất là yêu thích cái màu vệ. Sáng vào buổi chiều mát á, thì sẽ được thả ra sân chơi. Vận động sân trên. Chơi sân trên thôi. Này, Bạch Tuyết, Bạch Công Tử. Bạch Công Tử. Đặt cọc trước rồi khi có chó con là mình giao hết đúng không anh? Ichi. Ichi. Anh này lại lăn xăng. Ichi thì nó còn trẻ hơn. Trẻ. Còn sung. Có 15 tháng à. Trời ơi, 15 tháng mà bự vậy á hả? Tự ăn tự giỡn. Thôi, bắt tay, bắt tay. Hello, mình là Nam Ngô. Ok, bạn bây giờ anh Trúc sẽ giới thiệu với mình thêm một cái dòng chó quốc quyển mới khác của Nhật Bản luôn. Đó là dòng Akita ha. Đây các bạn, đây là Akita. Nó lớn hơn so với Shiba. Thì có một điều là đó giờ mình cứ nghĩ Akita là nó chỉ có màu vàng thôi các bạn. Nhưng mà hôm nay lên tới trại của anh Trúc thì thấy có cả màu vện nè, có cả màu trắng nữa. Đó. Thì bây giờ mình sẽ nhờ anh Trúc thả ra một bé đi. Thả một bé bé nào á ra để mình chơi ở trong đây. To ghê luôn á. Bé này chưa được 1 tuổi. Chưa được 1 tuổi mà to ghê rồi. Đây là vện nè, đây là vàng mà vàng lợt ha. Đây là cái màu chó màu lông mà chúng ta thường thấy nhất của dòng Akita. Cái này là nổi tiếng trung thành đúng không anh? Dạ. À cô. Cái mặt nè, cái mặt cũng tròn quay luôn nè. Cô, dậy con. Trời ơi, bự. Ra chơi, ra chơi. Chuồng cửa hai tầng ha. Tầng dưới này là để cây nước với lại. Ôi, nó khều tôi. Nó khều tôi. Dễ cưng. Đây là một bạn đực to. Bạn này tên là Ichi. Ichi. Chó Nhật, tên Nhật luôn. Giọng lực nè, giọng sủa lực quá. Bạn Ichi này thì mới về Việt Nam đợt tháng 6 ngày 23 tháng 6. Thì bạn về tới Việt Nam. Dạ. Tháng 6 về đây được nửa năm rồi ha. Bữa nay bạn được 15 tháng rồi, bắt đầu bạn được 15 tháng tuổi. 15 tháng tuổi rồi. Dạ. Dễ cưng. Đây, đây cũng là một bạn bạn cái ha. Cô này cô cái, này tên là Đậu Đậu, tên gọi ở nhà. Đậu Đậu. có tên gọi ở nhà và tên gọi đi show nữa nha các bạn. Tên trong giấy khai sinh mà đi số là Kira. Nhà là Đậu Đậu. Dễ cưng. Đây các bạn, vẫn giới thiệu sơ qua với các bạn về cái mô hình chuồng của anh Trúc anh xây dựng ha. Thứ nhất là sàn này là sàn lưới. Sàn lưới nhưng mà này, cái này thì nó thứ nhất là cái khi bé nó đi tiểu đồ này nọ thì nó sẽ không có làm ướt cái chỗ nó nằm đúng không anh? Dạ. Thực ra thì tất cả mọi người đều là làm sàn hết. Dạ. Nhưng mà nhiều người thì sử dụng sàn nhựa từ trước đến giờ. Đúng rồi. Ở trong rất là nhiều năm em nuôi, em thì em cũng nuôi từ năm 2015. Dạ. Thì đến nay được 7 năm thì trong cái giai đoạn mà nuôi rồi làm ấy, thì trước đó em cũng đã làm sàn nhựa. Nhưng mà sàn nhựa thì nó tiện lợi nhưng mà nó vẫn để lại cái mùi hôi. Cái thứ hai nữa là nó ví dụ như đối với chó con ấy, thì chân của nó sẽ không đẹp. Nó hay bị trơn trượt. Thì còn sau đó thì em mới chuyển qua cái lưới inox. Thì lưới inox thì nó có một cái ưu điểm á, là có nghĩa là nó
hầu như nó không có động cái phân hoặc đúng là rồi. Nước tiểu ở trên đó. Dạ. Nó xuống là nó rớt thôi. Đó thì cái chuồng nó sẽ không có mùi hôi. Dạ. Thì giảm rất là nhiều mùi hôi. Đúng rồi. Và nó sẽ sạch sẽ hơn. Đấy. Cái chuồng, cái nhựa hình như nó có những cái góc khuất đồ, cái dạ, cái phân nó, hay nó là cái dưới nó không có vệ sinh được ở dạ, phía dưới, mình chỉ vệ sinh được ở trên thôi. Dạ. Còn ở đây thì ngay kể cả giống như cái chuồng đây, đây là em giới thiệu cái chuồng của em cho chia sẻ hết với mọi người luôn. Nghĩa là tại sao á, thường là giống như những cái cây đan ngang này cũng thế này, đan dọc đan ngang này. Cái lưới này thì hiện tại em mua là lưới này là sợi này là 3 ly. Đó, đan ô cách ô vuông một cách nhau đó. Là một phân đúng à. Rồi. Đó và cái ô dọc á thì em sử dụng là sắt tròn. À, à quên inox 304 tròn. Inox cây luôn á. Tại vì khi mà cái cây tròn này nó khi mà nó tiếp xúc lên một cái mặt phẳng á thì nó chỉ là một cái đường thẳng thôi. Đúng rồi. Đó, và khi mà nước tiểu phân á thì nó sẽ rớt hết xuống, yeah. Nó không có động lên. Nếu còn chúng ta dùng cây vuông á là nhờ, nó sẽ cây, giữ lại nước, nhờ. Giữ lại cây vuông thì chỉ như em thì em chỉ hạn chế, có nghĩa là vẫn phải sử dụng cây vuông để lực nó sẽ tốt hơn nhưng mà mình chỉ sử dụng là cái vòng ngoài thôi. Hoặc là giống như cái cây giữa để mình cho nó cái khung cho nó chắc chắn thôi. Thế còn những cái ở bên trong thì nên sử dụng cây tròn hết. Nó sẽ thoát nước, thoát phân nó tốt hơn. Khung này cũng bằng inox hết luôn ha các bạn ha. Dạ. Tại vì khi mà chúng ta chăn nuôi á, mỗi ngày chúng ta phải xịt rửa chuồng với lại nước tiểu của các bé nữa thì nó sẽ dễ bị sét đâu lắm, hoặc là không có tốt đâu ha. Sét nhiều khi nó đâm vô da nó là bị gọi là gì ta, phòng gánh ha, bị bệnh cái bệnh liên quan tới đó đó. Đây là một cái cửa dưới, này là chén nước, này là chén đồ ăn. Thì thường thì các bé thì nó ở đây ví dụ nhất là cho con chẳng hạn. Nếu mình có cái cửa này thì khi mình cho thì nó không nhảy ra ngoài. Yeah. Mình chỉ mở cái cửa trên rồi mình đặt đồ ăn vô thôi hoặc là thay nước thôi. Rất là khoa học ha. Bố trí rất là khoa học. Ở đây có những cái đây ví dụ như cái cửa lùa để mà dành ở máy lạnh nè. Hệ thống cái cửa này thì em sẽ sử dụng cái cửa kéo này nè. À. Ra cái sân chơi ngoài kia. Chỉ cần mình đứng ở trong nhà thôi, trong đây thôi, mình sẽ đi hết một vòng thì mình sẽ kéo hết cho tụi nhỏ nó ra ngoài rồi. Nó sẽ ra ngoài. Cho các bé đi ra chơi ha, này giống bữa đi Mỹ Quỳnh cũng có chuồng cọp. Đây là những bé Akita con luôn hả ta? Đây là một đàn Akita con được 50 ngày tuổi. 50 ngày tuổi. Có bé trắng, có bé vợn nữa. Dễ cưng chưa? Hello. Akita thì nó có 3 màu cơ bản. 3 màu cơ bản. Màu chủ đạo đúng màu chủ đạo là nhiều người mà thích nhất á, hoặc là nhiều người biết tới á, là màu vàng. Vàng. Nhưng mà bên Nhật á, thì người ta lại rất là yêu thích cái màu vệ. Màu vệ. Đây là hai bạn màu vàng rồi đúng không? Dạ, rồi nó có thêm cái bé màu trắng, ví dụ như màu trắng. Ba cái màu chủ đạo đó thì nó các màu là nằm trong cái tiêu chuẩn của chó Akita Nhật Bản hết. Rồi. Trong cái màu vện thì nó còn chia ra theo cái kiểu vện nữa. Nó sẽ có màu vện đen hoặc màu vện gọi là màu muối tiêu ha, sáng sáng màu hơn. Màu xám á, màu vện xám á thì người ta hay còn gọi là màu màu vện vện bạc. Vện bạc, đấy, vện bạc màu, yeah. Ở Việt Nam mình thì rất là nhiều người thích cái màu vện bạc. Một bé rồi nó có mấy màu vện đỏ. Vện đỏ là màu giống như con cọp á. Cưng chưa? Có vện đỏ nữa. Dạ. Bốn chân như bốn, mang bốn là dứa trắng vậy đó. Cái đặc trưng của giống chó này á, nếu mà một con chó mà gọi là đúng chuẩn của hiệp hội Nhật á, khi mà sinh ra thì cái phần mỏ trên này nó phải là màu trắng này, tất cả các màu luôn, rồi bốn chân á là đều có màu trắng này, chóp đuôi, thứ ba nữa là cái chóp đuôi là đối với tất cả các màu luôn, nó đều là phải là như vậy. Nó là một cái con chó mà biết thêm được một thứ nữa rất là hay luôn. Còn ví dụ như ngoài ra sẽ không được đánh giá cao, hoặc là có thể là lỗi đối với màu lông của Akita Nhật Bản ấy, màu lông mà đen hết ấy, thì sẽ là màu lông lỗi. Đen hết là lỗi.
cái này nó vện ha các bạn ha, vện tức là nó có nhiều màu, có chỗ đen đậm, có chỗ đen lợt, có chỗ xám luôn. Bé này thì sau này sẽ là màu vện sáng hơn một tí xíu, cũng chưa được gọi là vện bạc đâu, nhưng mà nó sẽ là vện sáng. Sáng giống bé này không ta? Này ba nó ha. Đây là mẹ. Này mẹ. Mẹ thì là màu giống như màu vện bạc luôn á. Dạ. Bây giờ tại vì mới sinh sản xong lông lá rụng hết trơn rồi. Thấy thương quá, cái này là con của nó luôn. Dạ. Nhớ không? Hai mẹ con ơi. Dễ cưng dễ sợ. Mê thiệt luôn á, đây là một bạn đực luôn ha. Bạn này cái ở cái hả? Dạ. Cái. Đứng vững cho con. Rồi đi ngon lành luôn rồi. Dễ thương. Thôi nào. Juji à? Ghiền chưa Đức ơi. Yoko. Yoko xuống con. Hả? Ống cày, ống chân. Thích thiệt luôn hả các bạn? Đi ra ngoài chơi không? Em có ngoài chơi nha. À, chơi cho nó thoáng mát nha. Cho thêm hai bé ra đây chơi được không anh? Được. Cho một bé kia buồn ngủ quá, bé kia ham ngủ quá. Ra đây con. Ra đây. Trời ơi, con nhau ơi. Ra đây. Buồn ngủ quá. Đó, ra luôn. Ba bé luôn. Rồi ba bé ra chơi luôn. Anh trắng này anh hơi nhát hơn xíu. Rồi mượn đi chơi xíu nha. Mượn ẩm ra quay clip chút xíu nha. Và góc bên này chắc mát hơn nè. À, có. Không sao không sao. Thải ra. Đây rồi chạy nhảy chơi nha. Đi khám phá đi. Buổi sáng và buổi chiều mát á, thì sẽ được thả ra sân chơi vận động. Nhưng mà mấy bé này thì đang chơi ở trên sân trên. À chơi sân trên thôi. Đây. Bạch Tuyết. Bạch công tử. Bạch công tử. Đây là Bạch công tử. Mặt hơi làm biến nghe chưa? Dễ cưng. Cái giống Akita này nó với lại Shiba là nó thuộc hai cái địa phương của Nhật Bản ha, hai cái vùng khác nhau. Akita thì lúc đầu nó xuất phát điểm là từ tỉnh Akita của Nhật Bản luôn. Tỉnh Akita luôn. Dạ. Dạ. Nên là người ta lấy cái tên tỉnh đó đặt tên cho cái giống chó này luôn. Dạ. Như bên Nhật là có một cái bức tượng về cái con chó Akita mà nó dính liền với cái câu chuyện. Dạ, đó luôn. Dạ, trên ga tàu á. À. Ở chỗ ga tàu á. Người ta đúc thành thành bức tượng luôn. Dạ. Yeah. Giống Shiba thì cũng có một bức tượng mà mới được đúc gần đây thôi. Dạ. Yeah. Akita thì đúc lâu rồi. Lâu rồi. Dạ. Yeah. Bé đang được đi thả ra là sẽ đi vệ sinh rồi ha. Rất là ok, dễ thương. Cái dòng này là dòng chó lớn. Hồi nãy em thấy nó lớn lắm. Cái trọng lượng của nó khoảng bao nhiêu ký anh? Như con cái thì thường nó sẽ dao động khoảng từ 28 tới 32 kg. 28 là 2 kg. Dạ. Yeah. Cái lớn á chắc cũng ngang bạc rê á. Dạ yeah, đúng rồi, nó cũng sai với bạc dê á. Dạ. Quá dễ thương. Những cái con chó lớn như vậy thì cái chế độ ăn mình có cần lưu ý gì để mà bé nó đủ lực không ạ? Đối với dòng Akita thì nó lại khó nuôi hơn Shiba khi mà nhân giống. Nhất là đối với những người mà nuôi nhân giống chó con á. Dạ. Thì nó rất là khó, nếu mà được gọi là tính nó là khó. Tại vì dạ. Nó dễ bị hư cái bộ chân của nó lắm. À, dạ, nguyên nhân từ đâu anh? Nguyên nhân thì thường thì đa phần là một là giống như là sàn. Dạ. Sàn này, chế độ ăn này. Dạ. Vận động này. Giống như không đúng cách thì nó đều là hư, dẫn đến hư chân hết. Yeah. Hoặc là hư cái khung, hoặc là võng cái khung mà. Yeah. Tiêu chí mà của một cái con chó đẹp ấy, thì là cái khung dáng là cái điều mà quan trọng nhất. Yeah. Yeah. Rồi bắt đầu mới, lúc đấy mới đến cái kiểu hình. Yeah. Yeah. Thì đối với các bé là không được nuôi mà giống như gọi là mập quá này. Yeah. Cái thứ hai là cũng không được nuôi ốm quá. Yeah. Đó, thì có nghĩa là phải điều chỉnh cái chế độ làm sao cho nó vừa phải thôi. Dạ. Yeah. Dễ cưng. Đối với chó con thì nên cho ăn ít và chia thành nhiều bữa. Yeah. Sẽ tốt hơn.
Như đây mình một ngày mình cho ăn mấy bữa anh? Như các bé này thì một ngày là em cho ăn 3 bữa. Ngày ăn 3 dạ. bữa, mỗi lần ăn ít ít thôi, dạ. không cho ăn quá no. Dạ. Khi mà tập ăn thì nó có cũng chia tập ăn thì nó cũng chia làm hai cái thời kỳ. Dạ. Ví dụ như cái thời kỳ đầu thì cho ăn là sữa và hạt dạ. hoặc là sữa và thức ăn hạt, thức ăn khô. Dạ. Mình xay cái thức ăn hạt nó nhỏ ra xíu. Dạ. Xong rồi bắt đầu mình trộn thêm, pha thêm với sữa rồi mình trộn vào với nhau. Dạ. Cho các bé nó tập ăn. Đến bắt đầu cái giai đoạn nó lớn hơn một chút thì bắt đầu là cho ăn thịt và hạt. Dạ. Dạ. Đó. Thì đó là bên chó bên em thì và ví dụ như để mà các bé nó khỏe mạnh, nó chân cẳng nó phát triển thì mình bổ sung thêm các khoáng chất. Dạ. Dạ, thêm cái khoáng. À, đầy đủ dinh dưỡng cho các bé ha. Dạ. Khi đó rồi cho vận động phơi nắng hàng ngày để cái bộ khung bắt đầu nó phát triển lên. Nắng cũng rất là quan trọng đối với lại mấy bạn dạ. Cuốn này đúng không anh? Dạ. Phát triển cho vitamin buổi sáng sớm là tốt nhất. Ở đây mấy dòng chó này là gọi là các bé nó giao phối cũng tự nhiên hết đúng không anh? Dạ đúng rồi, cái ba hai mấy cái dòng chó này thì thường là nó sẽ phối tự nhiên. Dạ. Với cái dòng Akita nó có một cái đặc điểm là cái phối mà khi mà phối nhân tạo á. Dạ. Cái khả năng mà đậu thai và cái khả năng mà cái tỷ lệ mà được nhiều á, số lượng mà nhiều á dạ. nó sẽ rất là thấp. À. Khi mà phối nhân tạo. Dạ. Tự nhiên thì cái khả năng đậu nó rất là cao, yeah. tỷ lệ chó con đạt được trong một bầy nó cũng sẽ nhiều hơn, nhiều khỏe hơn. Yeah. Yeah. Rồi anh chui vô ống luôn kìa. Và mẹ nó cũng đẻ tự nhiên và chăm con tốt mà, cái kỹ năng chăm con của ba phần đó là nó sẽ nuôi con rất là tốt, tự chăm con. Đây vô đây cho mát. Giỏi ha, tự chăm con luôn. Ví dụ như bun lì, các bạn bun lì do cái thể trạng của nó chân nó ngắn quá rồi thể lực nó không có, đâm ra là cái dòng chó đó là chỉ có gọi là phối nhân tạo, đẻ cũng đẻ mổ luôn ha, cho nên là khả năng chăm con của dòng đó thì cũng thấp hơn, nó khó hơn. Này là chơi tự nhiên hết, bản năng hết. Ngoan quá vậy. Ngoan vậy con. Cái giống Akita này em thấy cái tính cách của nó có vẻ nó cũng dễ thương nhưng mà nó không có lý lắc giống như là Shiba đúng không anh? Dạ nó sẽ điềm đạm. Điềm đạm hơn. Dạ. Nó điềm đạm. Còn kia là lý lắc hơn. Dạ. Dòng này thì được nó thân thiện, nó cũng rất là thân thiện với người già và trẻ em. Dạ. Đó. Thì, cái thứ hai là nó quấn chủ hơn. Dạ. Đó, giống như mình đi đâu này kia thì nó sẽ thường nó đi theo. Dạ. Dễ thương dữ vậy. Bạch công tử với hát công tử nè. Đây là hát công tử. Ẩm bạch công tử đi chơi. Thơm. Cho cái bạn thơm. Cho cái bạn kia vô. À. Rồi đi qua coi bạn chó lớn đi. Đây đi con. Để qua coi bạn chó lớn đi. À cô. Ừ, anh chút anh chạy ra, bạn chó lớn đi quậy đâu rồi. Quậy quá anh. Hey. Hey, cho. Ra đây. Thân thiện mà đúng không anh? Dạ, thân thiện. Tại vì bạn này là có tập luyện đi sâu mà nên là rất là thân thiện. Con này đầu đẹp hơn con kia.
Con này hiện tại đấu nó đẹp hơn con Ichi. Đây đây là các bác đây là chuẩn bị vẽ một bức ảnh. À cô lên nhìn qua. Rồi. Lấy góc nghiêng. Chụp nhiều vào anh. Còn không thì anh lấy cái điện thoại em mà chụp lại cho nó. Dễ cưng. Đó đúng rồi, đúng. Đó, anh có thể cầm được. Nó chịu lắm, nó vô địch Nhật nhiều lần rồi. Vô địch Nhật nhiều lần luôn. Dễ cưng không bạn? Vô địch Việt Nam. Nhập từ Nhật. À nhập từ Nhật vô địch Việt Nam. Ngoan chưa? Đúng là cái khung nó bự. Dạ. Khung nó to. Các bạn, khung này chắc cái hai gang tay. À, cái tay mình cũng thuộc dạng bự á nha. Đấy, để lên bên xíu. Cái môi trường bên cha em này, nuôi con chó nó lông bên trong nó rất là dày. Dạ. Nhưng mà nãy giờ em có thắc mắc là ở đây anh nuôi nhiều quá mà rất là sạch sẽ luôn á, ẩm bàn chó lên là nghe nó không có mùi á, thơm á. Dạ, tại vì cái môi trường nó thoáng này. Thoáng là điều quan trọng nhất để mà nó hôi. Tại vì nước tiểu của chó nó rất là hôi. Đúng rồi. Nó hôi lắm. Nhưng mà khi mà môi trường thoáng á, thì nó sẽ bốc hơi nó bay đi. Dạ. Trời ơi, ngoan quá. Thậm chí mà khi mà mình nuôi sạch, nuôi thoáng á, như mấy đứa này chẳng hạn, như trại em thực sự em chia sẻ thật tình là cũng rất là ít tắm. Dạ. Dạ. Nhưng mà nó không hôi. Dạ. Tại vì nó được thoáng mát rồi, nằm trên cái sàn đó. Dạ. Anh đấy là nó thoáng, nó sạch. Đấy, nó không có bị bớt lông rồi luôn á. Dạ. Thậm chí là bớt lông còn không có luôn. À. Này làm cha của mấy bầy anh? Nhiều lắm rồi. Dạ. Ở đây con, nhóng nghía gì ở đây? À. Đây còn không đứng ở đây cho nó mát này anh nè. À cô. Tên gì anh? A cô. A cô. A cô. Cái mỏ mà dài quá là cũng là không đẹp. Dạ đúng rồi. À. Đấy như cái đầu thủ của bạn này là rất là đẹp rồi. Dạ. Ngắn tỷ lệ là giống như gọi là 4-6 ấy, nó đầu đẹp. To những cái bạn này còn chưa, thậm chí chưa được 4-6. Lỗ tai dài quá cũng không đẹp. Dạ, cái này là đẹp à. Dễ cưng. Cái dòng chó lớn này thì mỗi lần mà con cái nó ôm bầu được nhiều con hơn không anh? Nó đẻ thì lại nhiều hơn. Ví dụ dạ. Như Akita thường nó đẻ là khoảng từ 5 tới 7 con. 5 đó tới 7 là, con. Là bình thường. Dạ. Còn ví dụ như tùy theo bé thì có những bé nó đẻ tới như cái bé đậu đậu á. Dạ dạ. Là cái lứa đầu tiên á là đậu đậu đẻ được 11 con. Wow. Dạ. Cái việc mà nó đẻ nhiều con nhiều như vậy nó có làm ảnh hưởng tới sức khỏe của chó mẹ không ta? Thì khi mà đẻ mà nhiều quá, chẳng hạn ví dụ như đẻ như cái trường hợp mà của đậu đậu đợt nó đẻ 11 con á. Dạ. Thì em phải chia canh rồi chia thời gian ra để cho chó con nó bú. À. Tại vì khi mà chó mẹ thường nó cho bú con thì nó sẽ nằm xuống. Dạ. Nằm thì một không thể nào mà nó đủ hết 11 cái vú để cho 11 con nó bú được. Dạ. Em phải chia làm hai đợt. À. Dạ, giống như một cứ mà nếu như vậy mình chắc phải bồi bổ cho chó mẹ để có nhiều sữa. Dạ đúng rồi. Thì tùy theo cái nhu cầu cơ thể của chó mẹ. Dạ. Đó, mình sẽ bổ sung dinh dưỡng thêm. Dễ cưng. To đùng cái mặt. Dạ. Ủa nó đang ngoài hả anh hả? À ba con nãy đó. Ba con con đó. Dạ dạ. Nó đang ở ngoài sân hả? Dạ. Không, cái sân này nè, sân này chứ không phải là ngoài. Dạ, đường. Dạ. Luôn. Hồi nãy mình thả trống đó. Rồi. Quá là dễ thương luôn. Cái này thì nó to quá, chắc là cần cái không gian nó rộng hơn để mà mình nuôi đúng không anh? Nhà chỉ cần có một cái sân chơi ở phía đằng trước thôi. Và có. Dạ. Thời gian cho dắt cho đi bộ thôi. À. Thì dòng này ấy, thì nó nuôi ở trong nhà thì mình phải có cái nghĩa là có cái không gian cho nó vận động một tí xíu. Dạ. Hoặc là dắt nhà mình mà gần công viên hay là gần đường xung quanh mà có lối đi bộ thì. Dạ. Vẫn có thể nuôi được, tại vì. Ừ.
khi mà ở trong nhà nó nhu cầu nó hoạt động nó ít lắm. Dạ. Nó cũng lanh quanh rồi nó chơi thôi. Thấy thì nó cũng phải đầm tính đó bạn, không có quá nhoi quậy. Không nhoi, và thứ hai là nó rất là quý người già và trẻ em. Dạ. Dòng này thì nó lại có một cái đặc trưng là như vậy. Và sao có nhiều người khi mà nuôi cái dòng Akita này chẳng hạn thì thường là sẽ không nuôi dòng chó khác. Dạ. Nó hơi theo kiểu thế. Nếu mà gọi là ai mà thích gọi là chó ngoại chẳng hạn đấy thì yeah. Mà nó cũng khá là đầm, nó em nghĩ nó phù hợp với trẻ người già, tại vì nó cũng không có lôi. Yeah. Nó không có lôi, không có lôi người ta đi, nó không có quá năng động, quá nhoi đi. Vấn đề mà đối với những con chó mà lông nhiều như thế này, chăm sóc lông nó có gì nó cần phải lưu ý không anh? Thì có nghĩa là ví dụ cái chế độ dinh dưỡng nó cũng phải là hợp lý chẳng hạn. Yeah. Đấy, rồi mình thường ví dụ như chải lông hoặc là sấy lông cho bé chẳng hạn. Yeah. À, giống như bên khu trại em thì nó có một cái phía ngoài dành riêng để tắm sấy cho các bé. Ok. À. Đầu mình đi tham quan cái khu chải lông đó anh Trúc ơi. Dạ, đây ví dụ như em này chẳng hạn. Nhìn sang liền, nhìn dắt bạn này là thấy đã sang xịn mạnh liền. Đi vô. Đi lên đây nè. Quá dễ thương rồi này. Hello. Hey con. Mình cũng thích cái màu ảnh đó quá các bạn. Đây, đây rồi. Cái bàn tắm ở bên em thì em cũng thiết kế nó cũng khác với lại cái mấy cái chỗ của mọi người. À. Này mình dựa theo cái kinh nghiệm riêng của mình làm. Dạ, đúng rồi. Cô lên. Ra đây. Thường ấy thì cái này nó hơi cao, tại vì em làm cái này nè. Tắm được cả cho chó con và chó lớn. À. Đấy, thì ví dụ như bạn này trường hợp mình chỉ cần thổi lông thì mình chỉ cần cũng để cái dây này mình xài luôn. Ok. À. Đấy thì máy thổi á. Dạ. Đó thì ví dụ như bình thường hàng ngày á mình chỉ cần mặc sướng. Thổi này thì nó sẽ ra được cái những cái lông mà lông chết, đi. Lông chết ở bên trong á, nó sẽ bay ra. Quá tuyệt vời luôn. Các bé chó ở đây là được cư xử chăm sóc rất là tốt luôn nha các bạn. Cho nên chúng ta có thể an tâm về cái nguồn con giống. Cũng như là sức khỏe của các bé. Và bé nó cũng rất là thích ha, rất là hợp tác, đứng yên, nó nhoi nhoi nhoi. Cũng quen rồi á. Rồi. Chó cũng có chó đít, chó đát chứ. À, rồi, dễ cưng. Ở đây chó con mình thì cũng như bình thường là khoảng mấy tháng mình xích chuồng anh? Dạ, thường thì các bé khi mà chích được 2 mũi vaccine á, dạ, là sẽ được xuất chuồng. Dạ. À. Em nghĩ này chắc ví dụ như anh mọi người chắc cũng sẽ gọi là đặt cọc trước rồi khi có chó con là mình giao hết đúng không anh? Dạ thì trước đây á, thì em bên em thì em cũng có hợp tác với một cái bác bên Nhật á, bác dạ, ấy có cái cửa hàng ở trong Aeon Tân Phú á. Dạ. Đó, cái đó là Emobet. À. Emobet Shop á. Thì lúc mà chó giống của bên em ấy, thì lúc trước là bác ấy cung cấp cho em nuôi để hợp tác luôn. Dạ. Yeah. Thì chó con bên em cũng xuất cho bác. À. Yeah. Thì, coi như là có liên kết nhau hết. Yeah. À. Hoặc là những cái pet shop ở Sài Gòn, yeah, hoặc Hà Nội. Đó, rồi cũng có nhiều hộ gia đình người ta biết đến em ấy thì người ta đến người ta ta hỏi mua. Dạ. Đặt mua. Có nhiều người thì biết là khi mà mới sinh được có mấy ngày thôi là đã đặt trước rồi, chọn, dạ, rồi. Chọn, dạ, chọn giới tính rồi đặt trước làm sao. Dạ. Cái này ví dụ trong mình gọi là mình phối giống mình lai tạo á, là mình có cái ví dụ như màu vàng mình sẽ kết hợp với màu vàng, hay là mình có kết hợp hai màu với nhau không anh?
thường cái màu vàng á thì giống như trong khi mà phối giống á, thì nếu mà để mà theo theo cái tiêu chuẩn mà bên bên hiệp hội Nhật Bản chẳng hạn, yeah. giống như cái màu lông mà vẹn đỏ á, yeah. thì thường là bên Nhật người ta sẽ không thích và không có ưa chuộng nhiều, yeah. đó, nên là khi mà màu vàng mà kết hợp với màu vẹn á, yeah. thì nó lại không phù hợp, yeah. đó, thì nên nên là như bên em thì em thường là em màu vàng thì em sẽ kết hợp với màu vàng, hoặc là màu vàng thì màu là trắng. Màu trắng, à, yeah. Yeah. đó thôi. Còn còn màu vẹn á thì lại là riêng là màu vẹn thôi, phối với màu vẹn, hoặc là màu vẹn thì phối với màu trắng, chứ chứ không nên phối màu vẹn với màu vàng. Dạ. Yeah. Nó cũng cái màu của nó vô nó hơi chổi ha bạn ha, không không được chuộng lắm. Nhưng mà ở Việt Nam mình á thì lại có rất là nhiều người lại thích màu vẹn vàng. À vẹn vàng. Vẹn đỏ đó. Vẹn đỏ. Dạ thì lại cho phối màu vẹn với màu vàng. À cái này là tùy gu rồi, này tùy gu. Nói chung là về Việt Nam thì cái gu nó cũng sẽ thay đổi. Dạ. Còn nếu mà ai mà đi theo cái dòng mà gọi là nghiên cứu chuyên sâu theo cái tiêu chuẩn của hiệp hội chó Akita Nhật Bản á. Thì sẽ ít chọn cái phương án đó. Cũng tùy mục đích các bạn, ví dụ như các bạn nuôi chơi ở nhà vui vẻ yêu thương đồ này thôi thì chúng ta gọi là tự do sáng tạo đi. Thật ra mình cũng là người thích tự do sáng tạo, thích làm cái những cái mà người ta chưa làm ra thì đó là cái gu của mình. Còn nếu mà ai mà có chủ trương là sẽ đi những cái cuộc show quốc tế đi thi rồi này nọ thì họ sẽ không có lựa chọn kết hợp những cái màu chổi với nhau, tại vì ra ngoài cuộc thi thì nó giống như nó không có nằm trong cái tiêu chuẩn, nó sẽ bị điểm trừ, bị điểm trừ. Mấy bé đó thì thường là giống như gọi là ít ít được thành tích cao hơn nhỉ? Thì tùy mục đích, tùy mục đích của người chơi ha, là vô tư luôn. Một bé baby Akita này thì nó để mà mình chia sẻ tới mọi người một cái con chó chuẩn giống chuẩn gen. Yeah. Được sức khỏe rồi tốt tất cả mọi cái thì nó rơi vào tầm khoảng bao nhiêu anh chú? Thì như bên em thì em cũng đang xuất các bé là từ 25 tới 30. Dạ. Yeah. Yeah. Từ 25 tới 30 triệu. Thì nó cũng tầm tầm cỡ C3 các bạn. Yeah. Cũng tầm tầm cỡ đó. Thực ra nếu mà đúng ra nuôi được một bầy Akita mà đúng chuẩn để rồi đến lúc mà xuất bán ấy, thì nó rất là khó so với lại con Shiba luôn. Dạ. Nhưng mà do giống như bây giờ mình ở Việt Nam thì giá thì nó cũng một phần nó không phải theo thị trường. À, phải tiếp cận được cái người chơi. Đó, nên là thôi thì cứ chia sẻ theo cái số chung vậy đó. Dạ. Lúc trước thì từ năm 2015-2016 thì phong trào Akita ở Việt Nam rất là mạnh. Dạ. Nhưng mà do một thời gian thì giống như dòng này thì đòi hỏi là phải cái sự mà chăm sóc á nó tốn nhiều công sức hơn, kỹ càng với lại nuôi nó cũng sẽ vất vả hơn là so với những cái giống chó bé. Thật ra là thời gian gần 1-2 năm gần đây thì cái phong trào nó Akita nó cũng đang trứng lại. Không mà Việt Nam mình thì thật sự mà nói thì mong rằng từ từ sẽ có nhiều cái người chơi mà có cái tâm huyết hơn ha, đầu tư chuyên nghiệp hơn, bài bản hơn, tại vì đa số là nó vẫn thuộc phong trào là nhiều. Dạ, phong trào rồi. Là nhiều thì ban đầu thì háo hức lắm, nhưng mà từ từ cái nó bị giảm sút cái thời gian chăm sóc. Không lại là đam mê chưa đủ lớn. Dạ, đam mê chưa đủ lớn. Nên là ví dụ như một thời gian thì sẽ ngừng lại. Dạ. Rất là dễ thương luôn các bạn. Thì đó, mình giới thiệu các bạn dòng chó thứ hai ở trại chó quốc khuyển Việt Nhật của anh Trúc đây ha. Thì đây là nằm ở trên Vĩnh Cửu Đồng Nai. Mọi người nếu mà muốn tới đây tham quan trực tiếp, chọn những bé puppy rất là dễ thương thì có thể kết nối với lại anh Trúc. Thì các bạn có thể coi clip trước là sẽ biết số điện thoại nè, fanpage nè. Và cái gì ta, mình cũng có hồi nãy nói là có một cái website đó, thì mọi người có thể kết nối, hoặc không thì cứ comment dưới đi, mình sẽ nhắn cho cái số điện thoại để mọi người liên lạc với lại anh Trúc ha. Rất là dễ thương luôn, ngoan dễ sợ. Mà anh này anh đầm tính, anh không có lo nho như C3 hả các bạn ha, nhưng mà cũng rất là dễ thương luôn. Cái màu vàng này sang, cũng sang, màu sang thật, da bò, vàng da bò. À, chân to khỏe gầm cao. Đây còn dưới. Không, để em dắt con Ichi ra em giới thiệu luôn với okay, mọi người luôn. Ok, tuyệt vời. Ok, nhảy xuống không?
Mê luôn các bạn, mê mệt luôn. Có nhiều bạn lên trại Nam Ngô Farm nói trời ơi anh ơi sao anh nuôi nhiều iguana vậy, anh chăm sóc làm sao? Thì mình nói thật ra khi mà mình đã quen hiểu tính hiểu nết rồi á, có kế hoạch hết rồi, chăm sóc nó rất là dễ các bạn. Thì nó cũng đồng cái tâm trạng giống như mà hôm nay mình lên mình thăm cái trại chó quốc khuyển của anh Trúc đây, mình thấy chỗ quá trời chó luôn, công việc rất là nhiều luôn, nào phải tắm rửa xịt chuồng cho ăn, nấu đồ ăn rồi chải lông, tất cả mọi thứ luôn. Mình cũng đang không biết là ảnh làm như thế nào mà có thể lo xuể hết như đây trong một ngày luôn. Nhưng mà thấy ảnh có vẻ làm rất là gọn các bạn, mọi thứ có vẻ là đã được khi mà xây dựng là đã có những cái gọi là thiết kế nó khoa học, thuận tiện cho cái việc chăm sóc, cũng như là một cái chế độ chăm sóc nó cũng đã được chuẩn bài hết rồi ha, cho nên nó đơn giản. Ôi Ichi, Ichi anh này lại lăn xăng. Ichi thì nó còn trẻ hơn, trẻ còn sung, có 15 tháng à. Trời ơi 15 tháng mà bự vậy á hả, 15 tháng mà bự vậy á hả. Anh Ichi này màu lông có vẻ là sáng hơn cái bạn nãy ha, hơi trắng hơn nè. Tè hả? Ô ô. Không, nó không ấy rồi. Kiểu nó vui Ichi thôi. Ơi. Ichi ơi. Năng động. Này tuổi đang tuổi ăn tuổi giỡn mà các bạn, 15 tháng đang tuổi ăn tuổi giỡn. Thôi. Để cho nó em nó chơi đi. À, tuổi ăn tuổi giỡn. Ôi, bắt tay, bắt tay. Đây. Đây. Thôi nào, còn đang nhoi lắm. Rồi ở đây nếu mà có bạn nào mà nuôi chó cái mà cần phối giống thì mình có làm cái dịch vụ đó luôn không ta? Dạ có. Có luôn rồi. Bên em thì phối nhận phối giống rồi kể cả giống như đưa rước trong khu vực miền Nam mình luôn. Ồ, vậy là tất cả những dịch vụ đi kèm luôn. Một lần nữa đó là bao nhiêu ta? Tùy theo anh ạ. Ví dụ như tùy theo mọi người chọn cái gói con, dịch vụ gì. À gói dịch vụ gì. Rồi, hoặc là ví dụ như bạn đực nào. À. Bạn đực này thì hiện tại em chưa cho phối tại vì cũng 15 tháng, em dự tính là khoảng 18 tháng thì 18 em bắt đầu mới cho coi như là đủ lực đó ha. Phối. Dạ. Đứng lên đây con. Tại vì em cũng muốn cho nó theo cái kiểu tiêu chuẩn của chó giống thế giới. Đúng rồi. FCA là 18 tháng người ta mới cho phối. Đúng rồi. Mình cho phối sớm quá nhiều khi nó cũng ảnh hưởng tới cái khung của nó các bạn. Nó còn giống như là bị khai thác quá sớm đi, làm việc quá sớm đi. Dễ cưng. Cho các bạn này thỏa sức phát triển đi rồi. Đúng rồi. Rồi phối giống sau. Đúng rồi. Đâu có gấp đâu. Cái lúc mà mới về thì cái đầu của cái bạn này bé hơn xíu, bây giờ bắt đầu trong một thời gian dài bây giờ nó nuôi là đầu nó cũng nở nhưng đầu mà nở chưa to bằng đầu của Aco được. Đúng rồi, đầu Aco nãy bự hơn. Đầu Ichi thì nhỏ hơn. Với lông bạn Ichi này cũng hơi khô hơn so với lại bạn này đang lên lông. Đang lên lông, đang thay cái lớp lông tơ ra. Khi mà bạn về Việt Nam ấy, xong một thời gian sau là giống như là cái khí hậu ở lúc đó bên Nhật là nó đang bắt đầu mát và nó vào mùa đông á, nó đang vào cái giai đoạn đó thì về đây là bị nóng nóng nên là nó chưa có thích nghi, từ từ chút xíu. Còn bạn kia thì ở đây nhiều năm rồi, thích nghi rồi, thích nghi ngôi trường rồi. Có một câu chuyện vui đang khi... đang thay lông cũng gần xong rồi đó. À, bắt đầu ra, nãy mới được ra thì mừng đâm ra nhảy cứng cứng chứ giờ đầu đầm lại rồi các bạn. Ra quen đầu đầm lại nè. Có chuyện vui khi đi những cái trại chó là người ta hay nói về cái gọi là cái giá tiền phối giống, như khi thấy ganh tị các bạn. Thấy con người mình không bằng nó. Được phối và được trả tiền nữa. Ghét. Bạn này thì em đang có nhận phối thì sẽ là 10 triệu. Ngày xưa là mắc hơn nữa cơ. Cái thời kỳ đầu ấy, những cái bạn mà Akita mà Nhật về ấy, là giá phối là từ 20 tới 25 triệu. Bây giờ thì rẻ hơn. Rẻ hơn. Thì đó thì có thực tế là
Những cái người làm phong trào như thế này á thì người ta chăm sóc cho thật là tốt, rồi muốn giới thiệu cái đam mê của mình với mọi người, xong rồi bị vướng thì một cái là cái rào cản về giá, đôi khi là khó tiếp cận quá, cho nên là về Việt Nam cũng phải tính toán lại cho dễ tiếp cận với người chơi hơn ha. Các bạn ha, nhập những cái bạn này từ Nhật về thì giá không, Akita thì nhập là giá cao hơn Shiba rất là nhiều, yeah. Và cũng khó nhập về. Thậm chí ví dụ như mình không biết những cái mối quan hệ này kia để mình về thì nhiều khi không mang về được, yeah. Phải thủ tục. Tại vì ví dụ như trường hợp như Vietnam Airlines chẳng hạn đi, yeah. Là nhập vận chuyển chó, nhưng mà đối với dòng Akita thì người ta lại gọi là quy định là cấm, à. Cấm vận chuyển, à. Không nhận vận chuyển giống chó Akita. Lý do anh? Tại vì do là ở Nhật Bản có một cái đạo luật là gọi là hạn chế xuất Akita đi ra ngoài, nên nó cũng có một cái đạo luật đó, nên là nhiều cái hãng hàng không thì người ta sẽ dựa vào những cái đó để người ta làm việc. Thì khi đó mình phải lại tính kiểu đường khác mới không mang về được, hoặc là không cho nhập, hoặc là chúng ta phải bị chạc nhiều phí hơn, yeah. Phí nó với cao hơn, kể cả là cái giá của con Akita ở bên Nhật nó cũng cao hơn con Shiba, yeah. Tại vì bên Nhật là người ta tính cái công lao này kia nó rất là chuẩn, dựa vào đó để người ta đưa ra cái giá thành. Đúng rồi. Chứ người ta không phải là dựa vào cái cảm tính để người ta đưa ra giá thành. Ở bên nước ngoài các bạn, thời điểm này mọi thứ đều được tính bằng giờ hết các bạn. Thí dụ chăm sóc con chó này tốn bao nhiêu chi phí, bao nhiêu giờ một ngày là tính vô hết á, chứ không phải như Việt Nam mình là cứ mão đổ đồng nghe nó vừa lỗ tai là chốt thôi. Với lại kiểu mình là theo cảm tính, giá theo cảm tính. Ở nước ngoài mà đi tattoo rồi cũng tính theo giờ nha các bạn, ngày làm việc mấy giờ, giờ là bao nhiêu tiền á, chứ không phải là cứ xả láng luôn, dễ cưng. Ôi ai à. Cái thằng này nó chưa biết ấy đâu, nó chưa biết chưa biết nương đâu hả, chưa biết nương ta đâu, người ta còn nhỏ lắm á, ghét chưa. Ok các bạn, rồi vừa rồi thì anh Trúc và mình đã giới thiệu với các bạn một dòng chó cũng là quốc khuyển của Nhật Bản, rất là nổi tiếng, rất là được nhiều người mến mộ trên thế giới luôn ha, đó là dòng Akita. Thì cảm ơn anh Trúc đã chia sẻ rất là nhiều về những cái thông tin rất là hay, rất là hữu ích và những cái điều đáng yêu dễ thương của cái dòng chó này ha. Chúc mọi người xem clip vui vẻ và có thật nhiều sức khỏe. Đón chờ tập tiếp theo của mình, coi mình sẽ anh Trúc sẽ giới thiệu các bạn dòng chó nào ha. Đây là dòng chó Việt Nam, quốc khuyển của Việt Nam. Bye bye. Thấy cưng chưa?